Thưa quý vị tuần qua một loạt ý kiến gay gắt của các đại biểu quốc hội khiến các diễn đàn dậy sóng. Dư luận đang chứng kiến một sự chuyển biến lớn trong nhận thức của đại biểu đối với công tác cán bộ hiện nay. Các đại biểu sẵn sàng truy hỏi đến cùng về trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành địa phương trì trệ, không chịu hành động, thậm chí có đại biểu yêu cầu xử lý hình sự đối với những lãnh đạo vì khoanh tay đứng nhìn mà gây hậu quả nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của đất nước cũng một nội dung được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm là việc tháo gỡ khó khăn về điện giải trình trước quốc hội bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết là sẽ tập trung vào cơ chế tháo gỡ để sớm vận hành các dự án điện gió điện mặt trời tránh thất thoát lãng phí và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, không thể phủ nhận hàng chục dự án điện gió, điện mặt trời được khai thác mà chưa sử dụng đang gây thất thoát lãng phí lớn. Hiện cả nước có 85 nhà máy đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN nhưng không đủ điều kiện hưởng giá phít với tổng công suất là mươi sáu MW. Để có thể huy động công suất của các dự án này tránh lãng phí bức xúc, căn cứ luật giá, luật điện lực và các nghị định liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương ban hành thông tư số 15 quyết định số 21, quy định phương pháp xác định và không giá áp dụng cho các dự án năng lượng chuyển tiếp và các biện pháp khác để sớm đưa các dự án vào vận hành. Nhưng sau 2 tháng chỉ có một nhà máy đầu tư nộp hồ sơ và đến ngày 31 tháng 5, 51 trên 95 nhà máy chiếm 71,6% dự án đã nộp hồ sơ tới EVC. Lý do mà chúng tôi được biết đối với các chủ đầu tư chậm gửi hồ sơ đó là không muốn đàm phán với EVN trong khung giá được Bộ Công Thương ban hành vì cho là thấp. Và lý do thứ hai có thể chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý hoặc nhà máy ở vị trí khó khăn về truyền tải điện. Nhân diễn đàn này, một lần nữa Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quốc hội Chính phủ sớm cho chủ trương và cơ chế tháo gỡ để Bộ Công Thương, các bộ ngành và địa phương có cơ sở chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề trên, tránh lãng phí nguồn lực bức xúc cho xã hội, bảo đảm hai hoa lợi ích nhưng các tổ chức và cá nhân thực thi cái nhiệm vụ này không bị xem là vi phạm pháp luật. Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, bên cạnh các nguyên nhân đã có từ lâu như chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, giải phóng mặt bằng chậm, thời gian điều chỉnh dự án lâu, điều chỉnh nhiều lần, năng lực ban quản lý dự án, nhà thầu, trách nhiệm người đứng đầu có vấn đề, thì còn một số nguyên nhân đặc thù của năm 2023. Theo Bộ trưởng, quy mô vốn đầu tư công năm 2023 lớn hơn các năm khoảng 23%, tương đương cao hơn 710.000 tỷ đồng. Cộng thêm các yếu tố phát sinh về giá đầu vào và tình trạng đùn đẩy trách nhiệm ở một số bộ phận công chức. Đầu tiên là phải giả soát lại quy định pháp luật. Thì chúng tôi cũng thống nhất là trong đồng, chắc chắn là, là trong luật đầu tư công cũng chắc cũng có vấn đề hoặc là ít nhất là trong các cái nghị định hướng dẫn rồi là xây dựng rồi là tài nguyên để kịp thời báo cáo các cấp thẩm quyền điều chỉnh rồi tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền rồi đẩy mạnh các cái hoạt động của các tổ công tác đẩy nhanh cái tiến độ của các công việc liên quan đến kiểm đếm giải phóng mặt bằng rồi kịp thời ra soát điều chuyển vốn chậm sang của các dự án chậm sang các cái dự án mà có điều kiện nhanh rồi điều chuyển các cán bộ mà có cái tâm lý mà né tránh đùn đẩy trách nhiệm phiên họp Người đứng đầu bộ kế hoạch và đầu tư cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát tại địa phương mình, ngành mình cùng chính phủ cải thiện tình trạng chậm giải ngân trong thời gian tới. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục thống kê, cả nước có hơn 52 triệu lao động, gần 50% trong số này là lao động phi chính thức, làm công việc tự do không có hợp đồng lao động. Số này chủ yếu rơi vào hộ nông dân làm nông nghiệp, người làm nghề dịch vụ nhỏ lẻ, hợp tác xã. Hầu hết trong số này chưa tham gia bảo hiểm xã hội, nếu có thì cũng chỉ số ít tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc là mua bảo hiểm y tế. Trong khi đây là điều mà đối tượng lao động trực tiếp đặc thù công việc vất vả, nguy cơ hứng chịu tai nạn lao động rất cao. Chính bởi vậy mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất hỗ trợ tiền để lao động tự do tham gia bảo hiểm tai nạn lao động trong dự thảo nghị định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng. Nếu mà dự thảo được thông qua thì lần đầu tiên các lao động tự do sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, mức đóng chỉ từ 65.000 đồng một tháng. Người lao động được tham gia loại hình bảo hiểm này khi đủ 15 tuổi trở lên và làm việc trong khu vực không chính thức. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được 2 năm khi gặp tai nạn mất sức 10% sẽ nhận được trợ cấp một lần là 14 triệu đồng nếu mất sức lao động từ 31% trở lên sẽ nhận trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương cơ sở. Mất sức 40% sẽ nhận được mức trợ cấp 878.400 đồng một tháng. Mất sức từ 81% trở lên kèm các thương tật như liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hoặc liệt hay chi, bị bệnh tâm thần thì ngoài mức trợ cấp hàng tháng kể trên còn được trợ cấp hàng tháng phục vụ bằng lương cơ sở, thêm 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp người lao động gặp tai nạn dẫn tới tử vong, kể cả tử vong khi điều trị tái phát thương tật, người thân sẽ nhận được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở, tức 64,8 triệu đồng. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện bằng 2% mức lương tối thiểu vùng 4. Hiện lương tối thiểu vùng 4 là 3,25 triệu đồng, tức người lao động đóng 65.000 đồng một tháng. Trường hợp hộ nghèo khi đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện sẽ được hỗ trợ bằng 30% chuẩn nghèo nông thôn chuyển sang những nội dung đáng chú ý về nông nghiệp. Thưa quý vị, dù thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta hiện tại đang chịu tác động rất mạnh mẽ của tình hình lạm phát toàn cầu và xung đột giữa Nga-Ukraine, nhưng nhiều tín hiệu cho thấy hết quý 3, xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản vẫn có thể bắt kịp kỷ lục xuất khẩu của năm 2022 và hoàn toàn đủ cơ sở để đạt kim ngạch 55 tỷ đô la Mỹ như mục tiêu đề ra. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với báo điện tử Dân Việt mới đây. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã có bước chuyển biến tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 20,26 tỷ đô la Mỹ. Với đà phục hồi này, dự kiến kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản hết quý 3 2023 sẽ ngang bằng với quý 3 năm 2022 và sang quý 4 có thể tăng mạnh Do đây là thời điểm cuối năm, cận Tết và dịp nghỉ lễ của người dân các thị trường lớn. Về thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất. Đặc biệt trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc cao nhất, chiếm tỷ trọng 20,4%, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với ngành rau quả, trong quý 2, xuất khẩu rau quả dự báo tăng 10%, thậm chí cao hơn năm 2023. Ngành rau quả có thể sẽ đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm ngoái. Phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Còn đối với gạo, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) dự báo tình hình xuất khẩu quý 2 của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực và năm 2023, xuất khẩu gạo tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây bởi nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng nên giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cập nhật phân vùng lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan tới bão lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ này năm 2023 vừa được ban hành mới đây. Nhiệm vụ chung của kế hoạch là triển khai, kiểm tra, giám sát về thực thi luật khí tượng thủy văn, luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn luật tiếp tục giả soát các nghị định thông tư quy chuẩn kỹ thuật của ngành khí tượng thủy văn để chỉnh sửa bổ sung triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ tài nguyên và môi trường liên quan đến công tác phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo sớm sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai trọng tâm là việc cảnh báo sớm ngoài ra đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đào tạo chú trọng lồng ghép các hoạt động hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường